Xin chào các bạn nha. Thưa các bạn, là Khang Audio hôm nay làm video để bán thanh lý cho các bạn hai cái biến áp cách ly của Nhật. Loại điện 100V, tức là đầu vào là 220V và đầu ra thì có điện 115V, điện 120V. Đây, cái biến áp đầu tiên mà chúng tôi mời thanh lý cho các bạn đó chính là biến áp của hãng Panasonic. Cái này là 8,6 kVA. Cái biến áp này đặc điểm của nó là chỉ có điện áp ra là 115V thôi, còn điện áp vào thì là 220V. Cái biến áp này chúng tôi bán thanh lý với giá 5,5 triệu. Vốn dĩ thì cái biến áp này có giá là 9,5 triệu. Nay thì khách người ta mua, người ta nâng cấp, người ta đổi cái sản phẩm này thì chúng tôi bán thanh lý cho các bạn. Do người ta muốn có cái nhiều loại điện áp. Thế thì cái biến áp này ấy, bạn nào mà chơi điện 100V với 120V của Mỹ với của Nhật thì lại dùng được. Đây, chúng tôi cắm cho các bạn xem. 115V. Đấy, 115V nhá. 115V. 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 Rồi, cái biến áp này bạn nào mà có nhu cầu mua thì chúng tôi bán với giá là 5,5 triệu, không bao gồm phí vận chuyển nhé. Biến áp của hãng Panasonic, hàng zin nguyên bản, không đổi được điện, cho nên là phải giữ điện 115V. Và tôi test cho các bạn xem này. Đây là cái đồng hồ để đo, và chúng tôi cắm vào cái ổ cắm chưa có lọc điện này này. Đây. Đấy, nó kêu này. Đây, nó kêu. Đó, nó kêu là 130 dB này. Thế và tôi cắm vào đây cho các bạn xem này. Sau khi lọc xong, đó, hết luôn, đúng không? Hết luôn, không dB luôn. Đó. Rồi, thưa các bạn, là cái biến áp này là cái biến áp mà có 6 đường ra. Biến áp Panasonic nhé. Bạn nào mua thì liên hệ với chúng tôi, nói rằng là muốn mua hoặc ship cho cái biến áp của hãng Panasonic Nhật, hàng zin nguyên bản, góc cạnh như này, 8,6 kVA, điện vào 220V, giá ban đầu là 9,5 triệu, giờ bán thanh lý cuối năm còn 5,5 triệu. Đó là cái biến áp thứ nhất. Biến áp thứ hai cũng là biến áp của Nhật, Kimura, biến áp Kimura của Nhật nhé các bạn nhé. Biến áp Kimura của Nhật. Cái biến áp này thì chỉ có 1,5 kVA thôi, và nó có điện áp vào là 100V, điện áp vào là 220V. Điện áp ra là có hai loại điện áp, 100V và 120V. Giá của nó là 10 triệu. Bây giờ bán thanh lý cũng còn 5,5 triệu. Tôi đo chỉ số điện cho các bạn xem nhé. Đấy, 100V này. Đấy, 100V các bạn nhìn theo. Đấy, 103V. Đây là điện là 220V. Cắm vào cho các bạn xem. Nó có hai loại điện áp ra nhé. Điện áp ra 100V và 120V. Và bây giờ chúng tôi cũng test thử cho các bạn xem này. Đây là cái dây điện nguồn của chúng tôi này. Chúng tôi cắm cái máy đo này vào. Chúng tôi cắm cái máy đo này vào. Nó kêu này. Đấy, nó kêu. Kêu o này. Rồi, bây giờ chúng tôi rút ra, chúng tôi cắm vào cái điện đây. Êm ru luôn, không kêu tiếng gì hết. 0.3 luôn. Các bạn nhé. Các bạn mà có mua cái biến áp Kimura này của chúng tôi ấy, thì chúng tôi bán là đang từ 10 triệu còn 5,5 triệu. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với chúng tôi bán thanh lý cuối năm các bạn nhé. Hình hài là vỏ nhôm Fianos đẹp, ổ cắm Mỹ. Trong này có lọc này. Ở trong này có lọc của hãng lọc của Mexico, Qualcomm. Có lọc vào, có lọc ra của Hàn Quốc, hai chiếc các bạn nhìn thấy chưa? Hai loại điện, hai chiếc. Cái biến áp này thì chỉ có một lọc vào Qualcomm 30A thứ 40A thứ để kia. Cho nên là cái biến áp cách ly này á, nó rất là phù hợp với bạn nào mà chơi đồ Mỹ, đồ Nhật. Và cuối năm rồi đúng không? Chúng tôi cũng dọn kho và làm cái video này để bán thanh lý. Các bạn mua thì có thể comment xuống dưới bài viết nha. Chọn mua cái biến áp Panasonic 8,6A
hoặc là các bạn bảo chọn mua biến áp Kimura của Nhật 1.5A. Cái 1.5A này có đầy đủ cả lọc vào lọc ra. Còn cái Pana là chỉ có lọc đầu vào của Qualcomm thôi. Thế thì Khang Audio xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bạn nào mà có nhu cầu mua cái biến áp này thì liên hệ với Khang để chúng tôi ship hàng các bạn nhé. Mặc dù chúng tôi bán thanh lý nhưng mà chúng tôi vẫn xác nhận với các bạn là chúng tôi bảo hành như này 1 năm. Mặc dù là bán thanh lý nhưng vẫn bảo hành 1 năm. Do cuối năm dọn kho thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.